Thị trường tôm sú tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau ngày 18 tháng 8 năm 2023, giá tôm sú oxy tại đầm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long duy trì từ mức điều chỉnh cuối tuần trước. Hiện giá tôm cỡ 30 con 1 kg ở mức 160-165.000 đồng 1 kg, cỡ 20 con 1 kg ở mức 200-210.000 đồng 1 kg. Lượng mua tôm sú nguyên liệu về các nhà máy lớn tại đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ trong con nước tôm Quảng Canh, song mức cao điểm trong các con nước tháng 8 nhìn chung thấp hơn tháng trước, giảm 10-15%. Giá thu mua tôm sú ướp đá tại đầm khu vực Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng tiếp tục đi ngang. Trong đó, giá tôm cỡ 30 con 1 kg đạt 130-140.000 đồng 1 kg. Cỡ 20 con 1 kg đạt 185-195.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 98.000 đồng 1 kg, tôm ao đất, không kiểm tra kháng sinh, thị trường tôm thẻ tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, một số nhà máy lớn tại Sóc Trăng ngày hôm nay giảm lại giá cỡ 30 con 1 kg, trong khi tăng nhẹ hoặc giữ ổn định giá các cỡ 50-80 con 1 kg. Có thể thấy nhu cầu của các nhà máy hiện tập trung chủ yếu vào cỡ 50-80 con 1 kg, trong khi giảm dần với cỡ 30 con 1 kg về lớn. Lượng mua tôm thẻ nguyên liệu về các nhà máy lớn tại Sóc Trăng, Cà Mau cũng duy trì từ mức tăng nhẹ đầu tuần. Cụ thể giá thu mua tôm thẻ nguyên liệu, chủ yếu cỡ 50-80 con 1 kg, tại các nhà máy lớn, tại Sóc Trăng, giá thu mua tôm thẻ tươi tại các nhà máy Sao Ta, Khang An ngày hôm nay giảm 2-5.000 đồng 1 kg với cỡ 30 con 1 kg, các cỡ còn lại hầu như ổn định. Một số nhà máy khác như Sapimet vẫn tiếp tục tăng giá 2.000 đồng 1 kg các cỡ 30-50 con 1 kg. Theo đó, giá thu mua tại các nhà máy lớn khu vực Sóc Trăng cỡ 20 con 1 kg ở mức 158-181.000 đồng 1 kg. Cỡ 30 con 1 kg ở mức 142-147.000 đồng 1 kg, cỡ 50 con 1 kg ở mức 102-117.000 đồng 1 kg, thẻ tươi, đạt kháng sinh. Đối với tôm thẻ ngâm, giá mua tại các nhà máy tại Kim Anh, Khánh Sủng cỡ 30 con 1 kg ở mức 111-122.000 đồng 1 kg, cỡ 80 con 1 kg ở mức 76-83.000 đồng 1 kg, đạt kháng sinh. Tại Cà Mau, giá mua tôm thẻ tươi tại các nhà máy Minh Phú, cây cỡ 50 con 1 kg ở mức 100-109.000 đồng 1 kg, cỡ 30 con 1 kg ở mức 134-138.000 đồng 1 kg.